Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chỗ này là nơi mà có ba hội thánh nhóm lại trong một ngày Chủ nhật. Việt Nam nhóm tại đây, ở bên phòng bên kia song song có hội thánh Đức. Lúc 3 giờ chiều có hội thánh Nga. Xin Chúa ngài ban phước cho mỗi chúng ta. Amen, hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôn cao danh Đức Chúa Trời. Tôi được Chúa cảm động rất là nhiều khi nhìn thấy mỗi một khuôn mặt tại đây. Tôi được Chúa cảm động rất là nhiều khi tiếp xúc mỗi một đứa con của chúng ta tại đây. Dường như có một sự thách thức ở trong lòng của tôi rằng mỗi một con người đứng trước mặt tôi là cả một thế giới vô cùng quan trọng. Và xin Chúa giúp cho con không thất bại với bất kỳ một nan đề nào mà anh em con tới gặp con. Con nhờ cậy vào Chúa để giúp cho anh em con chiến thắng. Mỗi một con người ngồi tại đây, bạn là cả một phương trình toán học mà cần tìm ra đáp số. Chúng ta không thể thối lui và lẩn trốn được, phải đương đầu và nhờ cậy đấng toàn năng đó giúp tìm được đáp số. Bởi vì cuộc đời chúng ta đã trượt thi nhiều quá rồi, và bài thi cứ lặp đi lặp lại liên tục. Anh chị em ơi, đừng thoái thác và trốn tránh nó. Amen, amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quay sang người lân cận nói rằng chúng ta không đầu hàng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không đầu hàng. Có một người chị em trong hội thánh làm việc một thời gian sau, sau này càng hiểu nhau rồi, chị mới nói chuyện với tôi: mục sư tha lỗi cho tôi điều này điều kia. Tôi đã từng có những tư tưởng chống đối như vậy này. Tôi đã từng làm điều này điều kia này. Tôi nói với chị rằng tôi biết. Tôi còn kể thêm những điều mà tôi biết thêm nữa. Chị nói rằng tại sao mục sư lại không đuổi tôi đi. Tôi nói rằng, chị ơi, thứ nhất tôi là ai mà có quyền đuổi chị? Thứ hai, đuổi chị đi đâu bây giờ? Thứ ba, còn tôi sẽ ra sao khi đuổi chị đi? Lại một bài toán khó như chị và còn hơn nữa xuất hiện chị ạ. Thành ra chị là một sự thách thức cho tôi. Tôi cần phải được giải cho xong bài toán này. Xong rồi đi đâu mới đi. Amen. Tôi đã từng lẩn trốn nhiều nan đề, và tôi hiểu ra rằng cứ lẩn trốn nan đề này, sau 7-8 tháng sau, một con người y chang như vậy, thậm chí còn khó hơn, tính cách hơn nữa xuất hiện, và tôi lại phải đương đầu. Và càng như vậy tôi càng hiểu ra, cái vấn đề không phải là họ, vấn đề là tôi. Vấn đề Chúa đang muốn cho tôi vượt khỏi núi đó. Tôi phải treo và vượt qua. Nếu chưa vượt qua có nghĩa là trượt thi. Trượt thi có nghĩa là phải ôn lại. Mọi người hiểu không? Anh chị em đã bao giờ cảm nhận được cuộc đời của anh chị em sống đến gần này tuổi rồi, có những nan đề lặp đi lặp lại những 20-30 lần rồi không? Bạn cứ né cái thằng này ở cấp 1 đó, thì lên cấp 2 lại gặp một thằng tương tự như vậy ngồi ngay sát bàn luôn. Mọi người hiểu không? Bạn xin chuyển trường lại gặp một thằng khác y chang như vậy. Rồi sau đó bạn tìm cách lẩn trốn, cuối cùng bạn lại gặp ngay con vợ y chang tính đó. Việt Nam có câu nói: ghét của nào trời trao của đấy. Không phải vì trời trao của đấy, nhưng vì tính cách của bạn cần phải vượt ra khỏi, tìm được phương trình trong cái bài toán khó đó. Vì bạn cho nên điều đó luôn luôn xảy ra. Cuộc sống của tôi và bạn nó giống như cái kìm. Tôi và bạn giống như là quả cam nằm trong gọng kìm đó đó. Cuộc sống bóp bạn. Cuộc sống bóp bạn để cho cái gì từ bên trong của bạn phòi ra. Bạn trốn cái kìm này thì lại gặp kìm khác. Làm sao trốn được khỏi cuộc sống anh chị em? Thật ra thay vì lẩn trốn hoài, đừng đi vào tu viện, hay là lẩn trốn vào rừng thiêng nước độc ở đó để ẩn, chúng ta hãy đương đầu với cuộc sống, nhờ cậy Đức Chúa Trời. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ lẩn trốn, hãy gặp Chúa và vượt ra khỏi cái nan đề. Amen. Một con người sau 6 lần trèo núi, dãy núi cao nhất tại Himalaya, và đều thất bại. Ông ta về, những người mà ủng hộ ông ấy
chê bai, báo chí chửi bới ông ấy. Lần sau lần thứ 6 thất bại, ông về tập hợp 600 người ủng hộ của ông ấy, có camera quay, ông chiếu trên màn hình đỉnh núi cao nhất của thế giới tại Himalaya. Ông chỉ vào nó và nói rằng: hỡi đỉnh núi Everest kia, ngươi có độ cao như vậy nhưng ngươi không lớn lên được thêm nữa, còn ta còn lớn thêm. Ngươi không lớn nữa được, ta còn lớn nữa, và ta sẽ lớn lên to hơn người, cao hơn người. Bởi vậy cho nên hỡi đỉnh núi, ngươi không thể lớn hơn được, còn chúng ta, những người ngồi tại đây, sẽ lớn lên, sẽ phát triển hơn, cao hơn, và sẽ chiếm được ngươi. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và con người đó đã chiếm được, cắm ngọn cờ của mình trên đỉnh núi cao nhất của thế giới tại Himalaya. Bởi vì anh chị em ơi, khó khăn không lớn lên được, bạn và tôi lớn lên được. Khó khăn nan đề nó không lớn lên được, và tôi còn tôi và bạn lớn lên được. Cho nên chúng ta nhờ cậy Chúa lớn lên và sẽ thắng được nan đề. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng: đừng chạy trốn khỏi nan đề. Hallelujah. Amen. Hội thánh của chúng ta luôn luôn chúc mừng hết thảy những người mới lần đầu tiên tới. Nếu như bạn có mặt tại đây lần đầu tiên, bạn là đối tượng rất là quan trọng và rất là yêu quý, chờ đợi của chúng tôi. Nếu bạn lần đầu tiên tới, giơ cánh tay của mình lên cho tôi chúc mừng bạn. Có ai lần đầu tiên tới không? Có ai lần đầu tiên tới không? Không có ai, toàn khuôn mặt quen. Bạn quay trở lên cần xem có ai khuôn mặt lạ không? Dạ, nếu bạn thấy đó là khuôn mặt lạ, có nghĩa là bạn có một cái gì đó sai lầm rồi đấy. Họ không phải là người lạ, thế mà lạ lại đối với bạn. Có nghĩa là bạn cần phải kết thúc buổi nhóm, làm quen với họ nhiều hơn. Hãy kiểm tra xem khuôn mặt nào lạ lạ nào. Nếu là, hãy nở hai nụ cười liên tục, bạn sẽ thấy thân thiện ngay. Hãy bắt tay những người xung quanh và nói rằng: Chúa yêu bạn và tôi cũng yêu bạn nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa thật là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài rất là quan trọng. Nó là chìa khóa dẫn tới sự thành công của Chúa Giêsu, và nó là chìa khóa giúp cho tôi và bạn được thành công. Vậy cho nên chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài giảng ngày hôm nay và hãy về thực tập. Tôi muốn giảng cho anh chị em, hay là chia sẻ về thân vị của Đức Thánh Linh. Khi nghe nói về Đức Chúa Trời Cha, hầu như tất cả chúng ta đều biết đấng đó có thân vị. Các tiên tri đã viết trong lời của Ngài Ê-xê-chiêm: Đức Chúa Trời Cha ngồi trên ngai hình của một con người. Khi nhắc tới Chúa Giêsu, bạn biết rõ ràng Ngài có thân vị, bởi vì Ngài đã từng đi trên đất này. Nhưng khi nói về Đức Thánh Linh, là đấng hiện tại đang ở trong bạn và trong tôi, đấng hiện tại đang ở đây, đấng mà chính Chúa Giêsu nói rằng thân của Chúa ngự trên ta, Ngài là đấng đó sức dầu cho ta để giảng tin lành. Chìa khóa thành công của Chúa Giêsu đó là sự giao thông với Đức Thánh Linh. Và khi nói về Đức Thánh Linh, chúng ta rất là khó để mà hiểu được Ngài có thân vị hay không. Bởi vậy cho nên chúng ta không biết trò chuyện với Ngài như thế nào cho nó đúng. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn mở đầu bằng câu kinh thánh Công vụ đoạn 1. Công vụ đoạn 1 câu 4. Lời Chúa nói: lúc ở với các sứ đồ. Dường như câu kinh thánh này sẽ được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong chuỗi bài sắp tới về Đức Thánh Linh. Bạn được nghe rằng sự sức giàu tới mang tới cho bạn yêu mến Chúa hơn. Sự sức giàu đến với bạn, bạn thấy yêu lời Chúa nhiều hơn, thấy yêu truyền giảng hơn, thấy yêu ca hát tôn vinh Chúa hơn, thấy có thể thắng được tội lỗi cũ của mình dễ hơn. Bạn thấy lời nói của bạn có uy quyền hơn, đặt tay cầu nguyện nhiều phép lạ hơn. Bạn thấy bạn được ơn trước mặt người khác. Nhưng bạn ơi, tất cả cái gọi là quyền năng mang cho bạn những khả năng đó, nó lại đến từ một đấng mà sức giàu cho bạn. Và đôi khi chúng ta quên đấng đó.
Lời Chúa nói rằng lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Là điều các ngươi đã nghe ta nói, hãy nhắc lại cùng tôi, Cha đã hứa. Oh, hallelujah. Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta là điều Chúa Giêsu khẳng định rằng lời Cha hứa. Mọi người hiểu không? Không phải chỉ là Đức Chúa Trời hứa, mà là Cha hứa cho các con. Cha hứa cho các con. Có nhiều những vị giám đốc hứa với thư ký của mình sau đó quên. Nhưng khi Cha mà đã hứa với con, người Cha quyền năng, người Cha yêu thương con của mình sẽ luôn luôn làm thành điều con mình ước ao. Bạn có thể đối xử với hàng xóm, bạn có thể đối xử với nhân công của bạn tồi tệ, nhưng không một người cha nào lại xử tệ với con của mình cả. Chúa Thánh Linh là đấng mà Cha của tôi và bạn hứa. Là điều các ngươi đã nghe ta nói, vì chưng răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Câu 8. Câu 8 nào. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nhận lấy. Ô, thường chúng ta hay con trẻ, khi ông bà mình tới chơi, bố mẹ đi công tác về, mấy đứa con đó, nó chạy ra thường nhìn vào tay của bố mẹ hơn là nhìn vào mặt của bố mẹ. Mọi người hiểu không? Các con của tôi, khi tôi đi công tác và tôi nói với chúng nó rằng mỗi lần đi, tôi gọi thằng Danny lại gần nói, Danny, ở nhà này có hai đàn ông, một người phụ nữ và một baby. Một đàn ông này đi công tác, đàn ông này phải ở lại trong nhà, phải chịu trách nhiệm giúp đỡ mẹ, giúp đỡ baby là Jeremy đó. Bà đi mà sẽ mua quà cho con. Tôi là người rất hay lãng quên, thế ra vợ tôi thường mua quà trước giấu ở đâu đó, để khi tôi về rút ra và mở cửa ra là có quà theo rồi. Bây giờ Jamie công bố rằng Jamie không còn baby nữa, Jamie cũng là Jung. Thế ra bây giờ mỗi lần đi công tác gọi hai thằng Jung lại gần nói, nhà này ba đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông này đi công tác, còn hai đàn ông kia phải ở nhà có trách nhiệm. Và bắt đầu từ câu nói đó, luôn luôn mua quà về cho cả hai người đàn ông. Thế ra tôi để ý thấy, tôi không trách chúng nó, tôi biết chúng nó yêu tôi lắm. Nhưng mà mỗi lần tôi đi công tác về, mở cửa là hai thằng lao ra nhìn tay, không nhìn mặt. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên nhiều khi Chúa xuất hiện với tôi và bạn, chúng ta hay nhìn túi Chúa mà không nhìn Chúa. Bao cái là thò tay xem, Chúa Giêsu ơi, có gì không? Bởi vậy cho nên nhiều khi Ngài tới gặp chúng ta, túi giống không, để cho các ngươi biết rằng ta quan trọng hơn cái gì mà ta có. Càng lớn lên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục nhìn vào túi Chúa, thì thử hỏi Chúa buồn như thế nào. Nó lớn dần lên, 15, 16 tuổi, hai thằng Danny, Jeremy vẫn tiếp tục nhìn vào tay bố nó mà không nhìn vào mặt bố nó, thì thử hỏi bố nó buồn ra làm sao. Chúa ban quyền năng cho chúng ta, chúng ta nhận lấy khi còn là thơ ấu. Cái việc nhận lấy quyền phép và quyền đấng ban quyền phép, nó có thể bỏ qua được, nhưng càng lớn lên bạn không thể như vậy được. Hỡi những con cái Chúa trưởng thành ngồi tại đây, không thể mãi như vậy được. Amen. Không thể vui mừng mỗi lần mẹ về chợ, kể cả mỗi lần mẹ không nhận được lương về nhà vẫn vui, anh chị em. Vui vì có mẹ, chứ không phải vui vì mẹ mua quà mang về. Lắng nghe tôi nói, mục sư Ben Hinn nói rằng nếu chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm quyền phép thì sẽ không bao giờ nhận được quyền phép. Nếu bạn chỉ tìm quyền phép mà quên đấng ban quyền phép, bạn là những kẻ hoặc là vô ơn, hoặc là kẻ lợi dụng Ngài. Tôi thấy một điều, nếu như chúng ta coi Đức Thánh Linh là quyền phép, thì khi bạn nhận được quyền phép đó,
bạn sẽ hoàn thành những điều trong lòng bạn có. Lắng nghe này, nếu Đức Thánh Linh là quyền phép hay Đức Thánh Linh là cái gì, khi bạn nhận được cái gì đó, nó sẽ là phương tiện giúp cho bạn thực hiện mưu mô hay là cả sự hầu việc Chúa của bạn nữa cơ, mà không hề để Ngài sử dụng, mà bạn sử dụng Ngài vào cả mục đích tồi tệ và mục đích tốt đẹp của bạn. Cả hai kiểu sử dụng đó đều là tồi đối với Ngài, bởi vì Ngài không phải là Chúa nữa. Amen. Amen. 100 euro hay là 100.000 euro khi được trao vào tay của bạn sở hữu, thì bạn sẽ dùng 100.000 đó để thực hiện cái gì ở trong lòng của bạn muốn mà vì không có tiền chưa làm được. Nếu như bạn nhìn Chúa Thánh Linh là một cái gì đó giống như một cục tiền, khi bạn sở hữu Ngài, bạn sẽ sử dụng Ngài để thực hiện cái gì ở trong lòng bạn có. Và như vậy bạn đang phạm thượng. Tôi và bạn nếu làm như vậy đang phạm thượng. Để giúp không phạm thượng, chúng ta cần phải xem thân vị của Ngài. Amen. Hãy nhắc lại thân vị của Ngài. Hãy nhắc lại thân vị của Đức Thánh Linh. Hãy nhắc lại thân vị của Đức Thánh Linh. Xin mời một người anh em đưa cho tôi một người đặc biệt đang đứng nép ở sau cái loa này lên đây cho tôi nè. Thành giúp hộ. Xin mời ông lên đây. Nếu ông không đi được thì có người vác ông lên. Ok. Nha. Nép suốt từ buổi đầu nhóm đến giờ, mặc áo vàng rất là mốt, đội mũ. Cao hơn tôi nhiều, đây là chắc là cỡ 1m9. Ok. Là ngoảnh mặt ra, đứng đây cho ngoảnh mặt lại đây, ok. Ok, xin chào, trời lạnh này mà không đi giày. Ok không, đổ à? Người mà sao đổ? Ok, giờ dựng đây vậy, cho dựng vào cái bục giảng này. Nhá. Anh chị em thấy anh chàng này có thân thể không? Anh chàng này có thân thể không? Nhưng có thân vị không? Không. Có thân thể đấy. Để phải nhìn mặt mọi người chứ. Ok. Hình người nhưng không phải là thân vị. Có thân thể nhưng không có thân vị. Bởi vậy cho nên nếu nhân vật này mà đặt trong phòng kín của bạn, chỉ có mình bạn với hắn, bạn thoải mái làm. Nếu như ai quen xem phim porno, xem phim sách tối đêm đó, bạn bật xem phim sách thoải mái, mặc kệ nó, bởi vì nó đâu có thân vị. Nó là một cái gì đó. Thành ra bạn có thể ngồi móc dì mũi, móc thịt rít ra rắc răng trước mặt hắn. Bạn có thể thay đồ trước mặt hắn không hề xấu hổ gì hết. Bạn chỉ bày nói tục trước mặt hắn không hề lo sợ gì, vì hắn không có thân vị. Còn thay vào đây là ông Lê Hữu Cẩn, cũng đứng y chang, cũng đội mũ như vậy. Ở trong nhà của bạn, bà sẽ rất cẩn thận làm những điều mà bạn không dám làm khi có người thứ hai ở trong phòng. Mọi người hiểu không? Bây giờ, một anh chàng như vậy có thân thể, bỗng nhiên sở hữu của anh chàng này là anh Thành. Đến cứ nói chuyện, xin chào bạn, khỏe không? Dạo này bán hàng tốt không? Đẹp trai quá, cao to, làm sao ăn cái gì mà nó to thế này? Bạn thấy cái Thành hơi bị lẳng thẳng. Đây là Malacanh, chứ đâu phải là người. Chỉ có người thần kinh hoặc say rượu không nhận ra đây là chỉ là thân thể, chứ không phải là thân vị, mới nói chuyện với nó thôi. Còn người bình thường không thể nói chuyện với một vật mà không có thân vị. Thế ra làm sao mà ép được một con người cầu nguyện với Chúa trong khi người này không biết Chúa là ai? Làm sao mà bắt được người ta nói chuyện một tiếng đồng hồ nếu như người ta chỉ biết một chút về Ngài? Bạn đâu có hứng thú nói chuyện với một người mà bạn không hiểu người đó. Vài ba câu xã giao rồi twist đi thôi. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên cần phải hiểu về Ngài nhiều hơn. Càng hiểu về Ngài bao nhiêu, bạn và tôi càng yêu Ngài bấy nhiêu. Người Việt Nam nói rằng
thương nhau lắm thì cắn nhau đau, bởi vì chúng ta luôn đạo đức giả với nhau. Khi mới gặp nhau toàn xòe những cái đẹp ra cho người ta nhìn thấy, thành ra người ta thần tượng hóa bạn. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với bạn, họ càng phát hiện ra những điểm mà bạn giấu giếm. Và càng bị bạn thần tượng hóa mà họ lại tìm ra sự thật của bạn, họ càng cảm nhận họ bị lừa, và họ quay sang thù hận kẻ mà đã lừa họ. Thành ra từ thương nhau lắm lúc ban đầu, cắn nhau đau sau đó. Còn Đức Chúa Trời càng hiểu Ngài thì bạn càng yêu Ngài, vì Ngài đấng hoàn thiện. Càng yêu Ngài, bạn càng muốn tiếp xúc với Ngài. Thành ra nếu như bạn không cầu nguyện, bạn ít cầu nguyện với Ngài, tôi thông cảm được. Câu trả lời nguyên nhân ở chỗ hoặc bạn không biết Ngài, hoặc bạn biết Ngài quá ít, hoặc bạn biết sai về Ngài và tìm cách lẩn trốn. Ngài không phải là Malakanh, Ngài không phải là ông thần bằng đất, Ngài có thân vì. Amen. Amen. Thế nào là thân vị? Tôi là Trần Mạnh Hùng. Anh chị em đang nhìn thấy tôi đây, chỉ nhìn thấy thân thể của tôi thôi. Còn anh chị em đang nghe và nhìn thấy trong mắt của tôi thân vị. Sẽ có một ngày tôi rời khỏi cái thân thể của tôi này để đi về với Chúa. Thân thể này sẽ trở lại với cát bụi. Bạn hay là trưởng lão Vượng kiểm tra tim, đặt một cái bông vào mũi tôi, thấy không còn phập phồng nữa. Trưởng lão Vượng nói: anh chị em, tôi báo với anh chị em một tin mừng. Lá xanh đi trước, lá vàng vẫn chưa đi mà lá xanh đi rồi. Thế là thế nào? Mục sư Hùng tuổi trẻ hơn tôi đã về với Chúa trước tôi rồi. Mấy người nói rằng: ố, ông còn nằm đây mà. Trưởng lão Vượng nói: không, đây là xác của mục sư Hùng, còn mục sư Hùng đã đi rồi. Sau đó trưởng lão Vượng ngước mắt lên cao nói: gửi lời chào thăm Chúa Giêsu nhá, mục sư Hùng. Như vậy có nghĩa là cái xác mà tôi mượn tạm sống 70-80 năm trên đất này, nó chỉ là cái nhà giống như chiếc xe ô tô mà tôi đã sử dụng thôi. Đến lúc rời khỏi đó, tôi Trần Mạnh Hùng là cảm xúc của tôi yêu ghét. Tôi Trần Mạnh Hùng là tư duy trừu tượng trong đầu của tôi. Tôi Trần Mạnh Hùng là ý muốn của tôi. Bạn có thể biết được ý muốn tôi thích gì, yêu gì, ghét gì. Bạn có thể biết được tôi thông minh hay không thông minh, hiểu biết hay không hiểu biết. Bạn biết rằng tôi thích cái gì, tôi ghét cái gì. Cái đó là cảm xúc của tôi. Cái đó tạo ra thân vị của tôi và bạn. Amen. Hallelujah. Đây không phải thân vị mặc dù có thân thể. Con chó nó vận động được nhưng nó không có thân vị, bởi vì nó không có cảm xúc, nó không có lý trí, nó không có ý muốn. Cảm xúc của nó và ý muốn của nó chỉ là bản năng, chỉ là phản xạ có điều kiện khi đói mà thôi. Còn con người biết lựa chọn, rõ ràng bụng đói nhưng nhìn thấy đĩa tôm không ăn vụng, rõ ràng túi hết tiền nhìn thấy tiền người khác để hớ hênh không ăn cắp, bởi vì lương tâm của con người hành động. Còn chó không có lương tâm, cho nên nó cũng vận động đấy, nó cũng quấy đuôi đấy, nhưng nó không có thân vị. Amen. Cái ghế không có thân vị, người máy không có thân vị. Vừa rồi ở bên Hòa Lan, người ta tạo ra một cô gái 10 tuổi, khuôn mặt Philippines, là người máy theo 3D qua mạng chat ảo để tìm cách bắt tất cả những kẻ mà thích ấu dâm. Và họ đã túm được địa chỉ của hơn 1.000 người chat qua ảo, nói rằng cởi quần áo ra đi, chú sẽ cho con 20 đô la chuyển qua tài khoản. Và cô bé người máy đó, họ làm rất là kỹ xảo, nói được, chat được, một khuôn mặt rất là châu Á, Philippines, đã túm được một loạt những người đàn ông bệnh hoạn. Người máy đó không phải là thân vị, bởi vì người ta đã nạp cho nó đủ các chương trình. Bạn và tôi không phải là người máy. Nếu như bạn đi bị ai đó tẩy não và nạp chương trình vào đầu của bạn, thì chúng ta dần dần mất thân vị. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên cái tự do mà Chúa ban cho tôi và bạn trong cảm xúc, tự do Chúa ban cho tôi và bạn trong tư duy, tự do Chúa ban cho tôi và bạn trong ý muốn, đó là bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm. Hãy gìn giữ món quà quý giá từ trời, đừng để cho ai tẩy não đầu bạn trở thành một người máy. Amen. Amen anh chị em. Tôi có một người vợ ngồi tại đây, tôi vô cùng vui và hạnh phúc sống với nàng được 13 năm, bởi vì cô ta đã có tự do lựa chọn yêu tôi hay bỏ. Tư duy của cô được tự do suy nghĩ, ý muốn cô được tự do lựa chọn. Tôi không cầm súng
bắn vào cổ nói rằng phải nói em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Nghe được chục lần như vậy thì tôi đã chán ngấy rồi. Hãy quay sửa lân cận nói rằng hãy trân trọng món quà tự do Ngài ban cho chúng ta. Ồ, giật cả mình quay ra thấy cái ông này đứng đây, cứ tưởng là người thật. Ok, xin mời bế ông đi hộ cái. Dùng ông chỉ như vậy là đủ rồi. Nha. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta, đấng có thân vị. Hallelujah. Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Chúng ta đôi khi nhận quyền phép quên Đức Thánh Linh. Trong hội thánh chúng ta có một chuyên gia sửa nhà và sửa toilet, đó là anh Lê Hữu Cẩn. Mỗi lần tôi có chuyện gì là anh gọi anh Lê Hữu Cẩn tới giúp sửa nhà. Anh vác đồ nghề tới. Tôi không phải chỉ là nhận đồ nghề và nhận sự sửa chữa nhà của anh và quên thân vị đó. Nếu như vậy, anh đang bị lợi dụng. Amen. Có một chuyên gia khác chuyên môn sửa quần và sửa quần áo, đó là Lê Hoàng Vượng. Trông người thế này thôi mà vô cùng khéo tay. Tôi không thể chỉ sử dụng cái ơn của trưởng lão Vượng và máy khâu của ông ta mà quên con người của ông như thế nào. Tôi sống với một người vợ và những khả năng mà cô có. Nếu tôi coi thường vợ tôi mà chỉ lợi dụng những khả năng mà Thủy Tiên có, cái đó là một sự bất hạnh vô cùng kinh hoàng cho đời sống của tôi. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, hãy thay đổi. Tôi rất là mong muốn cho những cặp vợ chồng tại đây và những người sẽ có vợ, có chồng trong tương lai. Bạn hãy tập sự tương giao với người chồng và vợ của bạn. Những người nào mà chưa bao giờ biết tương giao với người khác, khó mà tương giao với Đức Thánh Linh lắm. Họ không hiểu nổi. Không hiểu nổi tại sao lại phải tương giao như vậy. Nhưng mà bạn cần phải thực tập anh chị em. Tương giao không dễ đâu anh chị em. Tương giao đâu phải là chỉ nói và nghe. Nói mà người ta lại nghĩ sai. Nghe mà lại nghe lại không thủng. Nói tác mà nghe thành tổ. Nói mà đàn ông hiểu một nẻo khác. Không đơn giản đâu anh chị em. Chúa tạo ra cái miệng của chúng ta không phải tự nhiên cứ nói ra là xong việc. Không phải. Mà phải biết cách nói nữa cơ. Người Việt Nam có câu nói học ăn, học nói, học gói, học mở. Và Chúa Thánh Linh ban chúng ta sự khôn ngoan, học cách tương giao. Nếu như chưa bao giờ được yêu thì làm sao mà biết yêu được. Tôi nhớ có một lần hướng dẫn một cô gái Ukraine tại Krivodok tin Chúa Giêsu. Cô đứng lên khóc nước mắt như vậy. Tôi nói bây giờ hãy nhắc lại còn lời cầu nguyện của tôi nè. Lạy cha. Nhắc đi. Lạy cha. Nó không nói. Nào nhắc. Nhắc theo mục sư, con muốn tin Chúa Giêsu không? Nó bảo có. Muốn. Nó nhắc đâu. Lạy cha. Lạy cha, chúng con ở trên trời. Bảo ta sao không nói. Bao nhiêu người đang đợi. Nó bảo có thể thay từ khác được không? Bảo sao lại thay. Dù lạy ông, hay là lạy mẹ, hay là lạy chú, hay là lạy Giêsu. Còn lạy cha tôi không nói được. Bảo có chuyện gì con? Nó nói rằng bố nó là một kẻ bợm rượu, đánh mẹ nó mỗi một ngày và bỏ nhà đi lang thang. Thật ra nó căm thù bố nó từ nhỏ rồi. Nó không muốn nói cái từ cha ra miệng nữa. Nó không phát ra được cái từ lạy cha. Bạn ơi, bởi vậy cho nên hãy học cách tương giao với vợ của mình, hỡi những người đàn ông nam tại đấy. Đừng coi vợ bạn là cái gì. Có nhiều khi chúng ta nói rằng không, vợ tôi yêu lắm, vợ tôi là thân vị mà. Nhưng sự thật hành động của chúng ta, nó là cái gì đấy? Chúng ta nói rằng đây là nhà tôi, đây là cái gì đấy? Giới thiệu với bạn bè là đây là nhà tôi. Vợ theo quan điểm Á Đông hay là của Hồi giáo, vợ của bạn là mảnh vườn. Nếu mảnh vườn đó hoang không ra được trái quả thì tậu một lúc mấy mảnh vườn liền chơi bất động sản. Thế ra mỗi một người đàn ông Ả Rập có sở hữu 4 mảnh ruộng khác nhau, ít ra là 4 vợ. Vừa rồi tại Trung Quốc họ bắt ra một số những quan tham nhũng. Ông ấy giải mỗi tỉnh một cô, mỗi huyện một cô. Bây giờ đưa ra cái luật là cấm tổ chức ăn uống tiệc tùng mà trên bàn có 3 món. Chỉ có từ 3 món trở xuống, còn 4 món trở lên nữa là phạt rồi, đi tù rồi. Mọi người nghe thấy không? Rồi vừa rồi Việt Nam đưa ra một cái luật, mọi người biết nghe cái luật gì chưa? Phạm tội ngoại tình phạt 3 triệu. Và bây giờ người ta đang tranh cãi nhau thế nào là ngoại tình. Đó là sao bắt được quả tang. Thì bây giờ nó khó rồi, bây giờ hay là phải đi cho một đội gọi là chuyên gia đi rình rập để bắt quả tang cho nó ngoại tình. Bây giờ không biết là sao nhiêu. Và như vậy là họ đang tìm cách hợp thức hóa ngoại tình. Tôi kiểm tra xem tiền trong túi tôi có 3 triệu rưỡi. Như vậy là nộp phạt 3 triệu còn 500 ăn hút với cô ấy. Mọi người hiểu không? Nhà, tất cả những cái đó từ đâu? Từ quan niệm trong đầu người phụ nữ là đồ vật.
Và như vậy chúng ta khó tương giao với vợ của mình. Và như vậy làm sao tương giao với Đức Chúa Trời được trong mối quan hệ thân hữu với Đức Thánh Linh? Amen. Hay quay sang lân cận nói rằng xin Chúa dạy tôi biết tương giao. Amen. Một con người có thể đánh mất thân vị của mình khi anh ta trở thành người máy. Lúc mà người ta coi thường cảm xúc, tẩy não ý chí, bẻ gãy ý muốn, thì bạn và tôi có thể biến trở thành một người máy. Và khi biến thành người máy thì bạn đã đánh mất thân vị và sống với con người máy không còn hứng thú nữa. Bởi vậy cho nên hãy tôn trọng sự tự do, kể cả sự tự do đó có tồi cho bạn, nhưng đừng sợ. Bởi vậy cho nên tại Berlin có một nguyên tắc không ép buộc bất kỳ một ai làm việc gì hết ấy. Bạn được quyền nói tôi không làm nổi, ok xong. Có nhiều người họ nói tôi rằng cái đấy nguy hiểm lắm mục sư, nếu như vậy thì công việc ai người ta sẽ làm. Tôi nói rằng không, nếu việc đó tôi tin nó đến từ Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ có cách để lấp lỗ hổng. Còn nếu việc đó là do tôi nghĩ ra thì tôi phải tự tìm người lấp vào chỗ đó. Nhưng tôi tin mọi việc làm trong hội thánh của Ngài đến từ Chúa. Thành ra hội thánh không ép buộc và ép ai phải làm một điều gì hết. Bạn có thể nghỉ bất cứ lúc nào, bạn có thể rời khỏi hội thánh bất cứ lúc nào nếu bạn muốn. Anh chị em hiểu tôi đang nói không? Bởi vì tôi muốn tôn trọng sự tự do của anh chị em. Bởi vì một người mà thực sự làm bởi sự tự do trong tư tưởng của mình, nó sẽ phát minh ra làm lợi cho cả triệu người khác hơn là 1.000 con người lô lệ bắt cày đất cuốc ruộng. Không làm được hữu ích gì đâu anh chị em. Amen. Hallelujah. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người ta đâu có biết được cái tiềm năng trong cái tình nguyện của con người có sức mạnh như thế nào. Họ đâu có biết rằng của cải phi vật chất nó nằm ở trong cái tự do, trong tiềm năng mà ý muốn của họ, tự do trong suy nghĩ của họ, tự do trong cảm xúc của họ đó. Nó sẽ làm được vô số những của cải vật chất nhìn thấy. Hay quay sang lân cận nói rằng đừng ép bất kỳ một ai. Hãy cùng tôi giờ sách Giăng đoạn 14 để cho chúng ta biết về Đức Thánh Linh, về lý trí của Ngài hay là tư duy của Ngài, Ngài có thân vị như thế nào. Cùng nhau xem Đức Thánh Linh có suy nghĩ, Ngài có cảm xúc và Ngài có ý muốn nữa. Nếu các ngươi lời Chúa dạy yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta, ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và Ngài ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Dừng lại. Lời Chúa nói rằng Ngài sẽ đến ở trong các ngươi. Sau đó Chúa Giêsu nói rằng ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Ngài đến ở trong chúng ta. Trong thân vị nào? Trong thân vị nào? Phía trên Chúa nói rằng thần lẽ thật là Đức Thánh Linh sẽ ở trong các ngươi. Và sau đó Chúa nói rằng ta sẽ đến cùng các ngươi. Giêsu sẽ đến trong thân vị của Đức Thánh Linh. Tiếp theo, còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Ít lâu đó là 40 ngày đó. Khi Chúa Ngài chết trên thập tự, sau đó Ngài về trời. Và khi Ngài về trời rồi, thế gian không còn nhìn thấy Ngài nữa. Nhưng Chúa nói rằng ít lâu thế gian sẽ không nhìn thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống, các ngươi sẽ sống. Các ngươi sẽ thấy ta trong thân vị của Đức Thánh Linh đến trên các ngươi. Nội ngày đó, hãy nhắc lại cùng tôi nội ngày đó. Nội ngày đó là ngày Chúa Giêsu ở trong tôi và bạn. Nội ngày đó là ngày mà Thánh Linh ở trong tôi và bạn. Và chính Đức Thánh Linh đó dạy dỗ tôi và bạn biết về Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giêsu. Amen. Ai là người có cụ nội cụ ngoại, giơ tay tôi xem nào. Ai là người có cụ nội cụ ngoại, giơ tay tôi xem nào. Ố, nguy hiểm đấy. Không thấy giơ tay là có nghĩa là có cụ, nghĩa là kể cả sống cả chết đấy, có nghĩa là có cụ đấy. Ok. Lắng nghe. Lắng nghe này. Bạn có biết được cụ của bạn thích cái gì và yêu cái gì cụ thể không? Bạn có biết được suy nghĩ của cụ bạn như thế nào không?
Bạn có biết được bà Trưng bà Triệu sống ra làm sao không? Họ yêu chồng của mình là thi sách như thế nào không? Tại sao mình cùng một dân tộc, cùng một dòng họ, biết cái người cách chúng ta chỉ có 3 đời, 2 đời mà mù mị như vậy, phập phồng như vậy, mà đây có một đấng tên là Giê-xu tại vùng Trung Cận Đông Israel sống trước chúng ta 2000 năm mà bạn và tôi lại biết Ngài một cách rõ ràng đến như vậy. Ai giúp tôi và bạn biết về Giê-xu hay thế thế? Một người họ gọi điện thoại nói tôi rằng: mục sư ơi, tôi có một cái việc này, chồng tôi vô cùng là vô phu, mục sư cho tôi lời khuyên bỏ chồng nhé. Qua điện thoại đó tôi nói rằng: chị ơi, chị thử tưởng tượng thay vào Chúa Giê-xu mà là tôi. Chị đang gọi điện thoại cho Chúa Giê-xu, chị hỏi rằng: Giê-xu ơi, có bỏ chồng nhá. Thì chị biết Giê-xu trả lời cho chị cái gì chưa? Chị bảo: biết rồi. Nếu chị biết rồi việc gì phải gọi điện cho tôi, cứ thế mà làm. Chị bảo: ok, amen, thôi tôi biết rồi. Mọi người hiểu không? Họ muốn hoặc là đẩy trách nhiệm ra cho tôi cho nó dễ, nhưng họ đã biết câu trả lời rồi, và họ đã nhịn nhục cầu nguyện thay đổi để cho chồng được thay đổi. Anh chị em ơi, hãy lắng nghe tôi nói này. Tại sao Giê-xu cách đây 2000 năm, một ông tóc quăn không giống như tóc dễ che, trải lược bồ cào của người Việt Nam, da vàng ở tận tít tít đâu đâu đó, thế mà bây giờ bạn sống thế kỷ 21 lại còn biết câu trả lời từ Chúa Giê-xu? Mọi người hiểu không? Bạn đi xe bus, cái người đi, người Việt Nam ở chợ Đồng Xuân chen lấn xô đẩy dẫm vào chân bạn, dẫm vào mặt vênh lên đấy chứ, bạn chuẩn bị há miệng chừng lại nó. Bỗng nhiên bạn suy nghĩ: nếu Chúa ơi, Ngài ở đây, Ngài phản xạ ra làm sao? Bạn lập tức không chửi nữa. Bạn biết rằng nếu chửi là Chúa buồn. Tại sao từ cái việc nhỏ như vậy mà bạn còn cảm nhận được Chúa có thể buồn khi bạn nói dối? Bạn đi vào chợ mua xong, người ta thối lại cho bạn thừa mất 2 đồng, bạn vẫn quay trở lại trả lại cho họ, và sau đó bạn rất là vui. Bạn biết rằng nếu thủ biển thủ 2 đồng mua được 2 cục kem, nhưng bạn sẽ áy náy cả một cuộc đời. Mọi người vừa biết cái ông Trấn bị tù oan, suýt là bị tự tử, sau đó 10 năm ngồi tù, nhờ bố là liệt sĩ cho nên không bị xử tử. Sau 10 năm cái nhân vật mà giết người khác đó, lương tâm cáo trách, nó quyết định ra đầu thú. Bạn ơi, lương tâm con người quan trọng lắm, và bạn được Chúa ở bên trong lòng nhắc nhở cho bạn. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, Đức Thánh Linh là đấng đang ở trong bạn. Nhớ này, nội trong ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Nội trong ngày đó, khi Đức Thánh Linh ở trong các ngươi, là lúc đó ta ở trong các ngươi. Amen. Mỗi một lần tôi và vợ tôi, cái hồi ngày xưa mới cưới nhau khi sang Nga đó, chúng tôi sống va chạm với nhau, hai người trẻ tuổi sống với nhau làm gì mà không quẹt. Và mỗi một lần va quẹt như vậy, tôi lại đi ra một góc cầu nguyện: Chúa ơi, thường trước đó cầu nguyện: Chúa ơi, hãy cáo trách cô ấy, cáo trách Thủy Tiên ấy, cáo trách gì để cho biết sai. Và khi tôi cầu nguyện một hồi và im lặng chờ đợi tiếng Chúa nói, và thường Chúa nói rằng: con nhìn này, cái này con sai này. Tôi bảo: ô, nhưng mà con chỉ sai có 10% thôi, chứ còn cố 90%. Chúa nói rằng: nhưng mà ta làm việc với ngươi trước vì ngươi đến gặp ta. Ủa thế nó thì sao? Tôi xin lỗi, không phải là nó, nàng yêu thì sao? Có nhiều người đàn ông mà khi mà tức lên là nó, còn khi mà yêu thì em yêu, là khi mà tức lên là nó ngay đấy. Và thế nó thì làm sao? Chú bảo: nó là nó với ta, còn ngươi là ngươi với ta. Ngươi đến để mà giải quyết ta với ngươi, còn nó đến là nó với ta. Việc của ngươi hãy theo ta. Và tôi biết điều cần phải làm. Mỗi lần như vậy sau ít phút gặp nhau, tôi lại nói: Thủy Tiên, anh biết điều này anh sai này, điều này em sai này, anh sai chỗ này, xin tha thứ. Là thứ đấy như, em cũng sai chỗ này, em cũng sai chỗ kia. Và cùng là mọi chuyện đều tốt đẹp. Sau đó chúng tôi ngồi với nhau phát hiện ra rằng là cả hai chúng tôi khi gặp Chúa đều được Ngài ở trong nói với chúng ta biết điều cần phải sửa. Và cho nên anh chị em ơi, hãy học cách trò chuyện với đấng ở trong chúng ta. Amen. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Chúa dạy dỗ chúng ta, Ngài nhắc nhở cho chúng ta. Tiếp theo, câu 26-27.
ta để những đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, câu 26, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Anh chị em, cái anh chàng tôi gọi là đặt tên cho cái anh chàng đứng chỗ này mặc áo vàng là Ivan đi. Hả? Cái anh Malakanh đó là anh Ivan. Rõ ràng không có thân vị. Bạn khi cần gì đó tư vấn chẳng hạn, khi con bạn hư học kém bạn chạy đến: "Ê Ivan ơi, Malakanh Ivan ơi, hãy cho tôi lời dạy dỗ." Không, có điên mà đi theo hỏi cái nhân vật Malakanh đó. Vì nó không có thân vị, còn đấng này sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Tại sao chúng ta biết Giê-xu rõ như vậy? Bởi vì đấng này ở trong chúng ta, nhắc lại cho chúng ta biết mọi sự thuộc về Giê-xu và biết được tính cách của Giê-xu. Amen. Cho nên hãy quay sang lân cận nói rằng: Đức Thánh Linh, Ngài có tư duy, có suy nghĩ. Điều tiếp theo, cảm xúc mà Đức Thánh Linh có. Ý muốn, công vụ đoạn 13 câu 2: đương khi họ kinh ăn và thờ phượng Chúa, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Chúa Giê-xu một lần nói rằng: mùa gặt thì chúng mà con gặt thì ít, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt tới cánh đồng của mình. Và đây, chủ mùa gặt tên đúng là Đức Thánh Linh. Mọi người hiểu không? Trong khi họ kinh ăn cầu nguyện cho mùa gặt, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đức Thánh Linh có ý muốn, có chương trình. Câu tiếp theo, Cô-rinh-tô 1 đoạn 14 câu 12, Cô-rinh-tô 1 đoạn 12 câu 11: mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi: ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúa yêu dấu của con, hãy giúp cho anh em con nhận biết Ngài. Trong công ăn việc làm, bạn rất là cần sự tỏ ra từ trời. Mọi người hiểu không? Có thể bạn thấy có một đám dân Sigan đi vào mua hàng của bạn, nó phân chia cho bốn đứa, mỗi đứa một góc, nhặt hàng này nhặt hàng kia, và gọi bạn cho này bạn kia, bạn đưa tiền thối cho thằng này, thằng kia lại bảo hàng khác. Và lúc đó Chúa nhắc nhở trong lòng của bạn: con ơi, hãy cẩn thận nhá, cẩn thận cái hội này nhá, đặc biệt ví tiền của con nhá, đừng hớ hênh nhá, hãy khôn ngoan hơn. Và cuối cùng bạn biết điều đó, nhưng vì lúc đó đang bấn rộn lên, bạn chạy chỗ này chạy chỗ kia, quên mất cái ví tiền của bạn để trong đúng đống hàng. Bốn đứa nó quay một hồi, bạn loạn hết cả đầu, cả bạn, cả chồng bạn chạy quăng 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 một hồi. Và sau khi trả tiền thối lại mua được hai cái đôi tất, bạn thấy mất cái ví rồi. Chúa nhắc nhở cho bạn biết. Mọi người hiểu không? Tôi và vợ tôi kết thúc chuyên giảng tại Tiệp Khắc năm 2001. Buổi tối ngày hôm đó, tôi thấy khó chịu quá. Tôi bảo: Thủy Tiên ơi, anh không biết là có chuyện gì mà khó chịu thế này. Tôi nói với trưởng lão Ngô Anh Minh rằng: hãy cầu nguyện đi trưởng lão, có một chuyện gì đó không bình thường. Chúng tôi cầu nguyện trong tiếng là: Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp con cầu nguyện điều gì xảy ra đấy. Đi ô tô ra sân bay, tôi và vợ tôi ngồi sau, trưởng lão Minh lái xe, một người là cẩn thận nhất trong tất cả các trưởng lão. Tôi bảo: trưởng lão Minh ơi, trưởng lão đi cẩn thận nhé. Trưởng lão quay sang nhìn tôi cười bảo: ồ, mục sư không biết tôi à, người cẩn thận nhất các trưởng lão đây. Bình tĩnh, trời mưa tầm tã, tôi nghĩ rằng phải cẩn thận, không là bị tai nạn, phải cẩn thận, Chúa đã nhắc nhở. Đến sân bay không có chuyện gì xảy ra, lên máy bay ngồi rồi không có điều gì xảy ra, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Máy bay đi ra đường băng, chúng tôi vô cùng cảm ơn Chúa rằng: hay quá, Chúa đã bảo vệ. Nó mới chạy được 15 phút, rẽ đường khác, không cất cánh nữa. Thông báo hỏng động cơ, máy bay không cất cánh nữa, xin mời hành khách trở lại phi trường ngồi đợi để chúng tôi thay máy bay khác. Tôi bảo: cảm ơn Chúa là nó không cất được, mà nó cất lên được khoảng 1 km rồi, nó hỏng động cơ là đời tôi luôn rồi, lên mây rồi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói gì không? Cái gì, đấng nào đã nhắc nhở cho tôi và bạn, đấng đó để giúp chúng ta cầu thay. Tôi không biết chị Hiền tại Việt Nam có chuyện gì xảy ra chiều ngày hôm qua. Hôm qua tôi và vợ tôi đi vào metro, trong khi vợ tôi đi kiếm một số hàng, tôi đi cầu nguyện: Chúa ơi, có điều gì xảy ra vào lúc 4 giờ này? Cầu nguyện và tối ngủ đến 3 giờ sáng thấy cú điện thoại từ Việt Nam, hai lần liền bật điện thoại, chị Hiền bị ngã. Chúng ta hãy cầu nguyện.
đừng bao giờ bỏ qua sự dẫn dắt của Chúa. Có thể ai đó đang cần sự cầu thay của bạn, có thể ai đó tránh được một sự đụng xe nhờ sự cầu thay của bạn bởi Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Hãy tin vào Ngài là Đức Chúa Trời. Hallelujah. Qua đây cho bạn nhìn thấy Chúa là Đức Chúa Trời mưu luận. Ngài nhìn thấy mọi sự. Bạn chuẩn bị đặt bút ký một cái hợp đồng với một ai đó, trong đó có lãi suất 1 triệu euro. Chuẩn bị ký, đừng ký vội. Hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con đã cầu nguyện với Ngài rồi, nhưng bây giờ đây, bút của con chuẩn bị đặt bút ký đây. Chúa hướng dẫn, hãy hướng dẫn. Và khi bạn vừa đặt bút ký một cái, hết mực, hết mực, đưa cho người bên cạnh, ông ta viết ra được, bạn hết mực. Hãy dừng lại nói: Chúa ơi, điều đó có nghĩa là thế nào? Nếu mà có sự bất ổn trong lòng của bạn, stop, đừng ký vội. Amen. Amen anh chị em. Bạn đến một cái cửa hàng tìm một chỗ, hãy hỏi Chúa trước: Chúa ơi, cửa hàng này trong địa thế như vậy có được không? Người ta bán cửa hàng cho bạn nói rằng mọi chuyện đều ok, lãi suất vẫn tốt đẹp, ok lắm. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là già rồi, không làm được. Hãy hỏi nhiều hơn. Chúa Thánh Linh ơi, cho con những câu hỏi để từ câu trả lời môi miệng của con người này con nhận biết được cái mưu độc nào đằng sau ra. Những câu hỏi của bạn rất là vớ vẩn, nhưng mà nó lòi ra một sự thật đằng sau câu chuyện đó. Có một người chị em trong hội thánh trước đây mấy tháng trước đến gặp tôi trong phòng, hỏi về một cái cửa hàng. Tôi đặt những câu hỏi, đặt câu hỏi này. Tôi nghĩ chắc là cô ấy suy nghĩ bảo tại sao một sự đặt những câu hỏi vớ vẩn như vậy. Và cuối cùng tôi thấy có điều gì đó không ổn, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Và sau đó gặp lại thời gian vừa rồi, cô nói rằng hợp đồng đã tan bởi vì có một điều gì đó không ổn thật. Thật ra bọn em đã không còn lấy cửa hàng đó nữa. Và khi kể lại sự việc, đúng là không ổn thật. Bởi vậy trên Đức Thánh Linh đấng hay lắm anh chị em. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng Ngài giúp chúng ta kể cả về tài chính và công việc nữa đấy. Ê-phê-sô đoạn 4. Tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng rồi. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Quay trở lại câu số 30. Câu 29, đó là nguyên nhân tại sao Chúa buồn. Câu 31, đó là nguyên nhân tại sao bạn mất sạch các ơn. Bởi vì câu 29 dẫn tới câu 30. Câu 30 là hệ quả tiếp theo của câu 31. Bạn đang làm buồn Đức Thánh Linh. Qua điều gì? Qua chính bạn. Miệng của bạn nói những lời dữ, luôn luôn mang lời dữ tới cho người khác, phá người ta. Rồi phía dưới câu 31, ở trong có sự cay đắng, có sự buồn giận, có sự tức mình, có sự kêu rên mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy lắng nghe này. Tất cả những điều này khổ bạn trước nhá. Kẻ thù của bạn nó vẫn nhởn nhơ, nhảy múa, còn bạn khổ trước. Cay đắng để làm gì? Cay đắng để làm gì? Bạn có cay đi bao nhiêu nữa chăng nữa mà hắn đâu có cay, mà cay là cay bạn. Đắng là đắng bạn. Buồn giận để làm gì? Nó đâu có bị làm sao đâu mà khổ bạn, mất ăn mất ngủ. Uống cái gì cũng thấy đắng. Tức mình để làm gì? Tức mình để cuối cùng chỉnh cái tay lái không được tốt, húc vào cột điện, thế nó lại khổ bạn rồi. Mọi người hiểu không? Bê cái nồi canh tức cái thằng hàng xóm, dùng dinh dùng một lúc sau lại bỏng bạn rồi. Kêu rên để làm gì? Nó đâu có ở gần đâu, nó đâu có ngủ cùng giường bạn đâu, mà chồng bạn ngủ cùng giường. Thế ra kêu rên là khổ ông ấy. Mọi người hiểu không? Tiếp theo nữa, mắng nhiếc để làm gì? Người ta thì ở xa vời, con bạn thì ngồi trong xe cùng với bạn, con bạn cùng ngồi mâm cơm với bạn, nó chịu hết hậu quả mà đáng lý người kia phải chịu. Bởi vậy cho nên hãy sử dụng lời đúng chỗ. Không là con của bạn, chồng bạn, vợ bạn đổ, hay là vỏ ốc đổ hết vào họ đấy. Có nhiều người tức giám đốc về đánh vợ, có nhiều người tức khách hàng về đập chồng. Tại sao? Có nhiều người mà trên sở ngoại kiều không thèm ký, về nhà vác hai thằng con ra ký, đọc nó đấy là ký đấy.
ký trên thân thể nó bằng cái roi. Tại sao? Có một người đàn ông đi xe ô tô từ Berlin lên trại hè. Có một cái anh chàng phóng vượt qua vượt ẩu. Mà lắng nghe này, 2 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên chiếc xe đó chửi cái thằng đó. Mà hắn đi đâu chỗ nào rồi mà cũng chả biết mặt nó, bảng xe cũng số còn không biết nó, cái mác xe mình cũng còn quên rồi. Còn cả một đoạn đường vợ và mấy đứa con ngồi xe bị nghe ông ấy chửi cái thằng đó. Mất vui không? Khổ không? Rồi sinh ra nhiều chuyện khác. Bởi vậy anh chị em ơi, đừng cay đắng lợi cho mình, đừng buồn giận lợi cho mình, đừng tức mình lợi cho mình, đừng kêu rên lợi cho mình, đừng mắng nhiếc lợi cho mình, đừng làm việc hung ác lợi cho mình. Và đặc biệt nữa, không làm cho Chúa buồn ở bên trong. Con trai của tôi Jeremy, nó tranh luận với chị họ của nó. Chị họ nó rằng Giê-xu ở trên thập tự giá. Jeremy nó nói không, Giê-xu không trên thập tự giá đâu, Giê-xu ở trong bụng mình. Giê-xu sống lại rồi, không treo lơ lửng mãi đâu, Giê-xu ở trong bụng mình. Ông ngoại nó rất thích câu nói đó, nó bảo Giê-xu ở trong bụng mình. Và mỗi một lần bây giờ nó đói bụng đó, mà nó bụng nó sôi, nó bảo Papa, Giê-xu gọi, ăn. Từ câu chuyện đó cho bạn nhìn thấy, mỗi khi bạn cay đắng, ai sẽ bị cay trước? Nó cay mồi, Giê-xu trong bụng cay trước. Bạn buồn giận, Giê-xu chịu khổ trước. Bạn tức mình, Giê-xu bị nghe đầu tiên. Trước khi ra miệng người vợ bạn nghe, Giê-xu đã nghe thấy rồi. Ngài nghe trước, Thánh Linh ở trong bụng bạn nghe trước. Bạn kêu rên, Chúa nghe trước. Bạn có thể ôm gối trong mặt như vậy, Chúa Thánh Linh nghe trước. Mắng nhiếc người khác ở trong phòng kín, rồi treo ảnh nó lấy phi tiêu phi vào mặt nó, Chúa bị phi trước. Bởi vậy cho nên Ngài mới buồn. Amen. Quay sang người lân cận nói, Câu 30 này, quay trở lại câu 30. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy nhắc người xung quanh, chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Amen. Lắng nghe. Cái anh chàng Ivan Malakanh vừa rồi đó, nó có buồn gì không? Chả buồn. Bạn có tát nó, thậm chí bạn lấy dùi bạn xùi vào người nó, nó cũng chả kêu gì hết đó. Nó không có thân vị. Còn Đức Thánh Linh có thể bị bạn và tôi buồn, làm cho Ngài buồn. Ngài có thân vị. Amen. Ngài có thân vị. Bởi vậy cho nên mỗi một con người ngồi bên cạnh bạn, đó là thân vị đặc biệt. Đừng bẻ gãy thân vị của họ, đừng ruồng bỏ thân vị của họ, và đừng làm cho họ buồn. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Câu kinh thánh cuối cùng Ê-sai 63 câu 10. Đây là câu kết thúc để chúng ta cầu nguyện. Sau khi chúng ta nhận biết được Đức Thánh Linh có thân vị, Ngài có ý muốn, Ngài có suy nghĩ, Ngài có cảm xúc. Như vậy có nghĩa là Ngài có thể làm cho bạn buồn và bạn có thể làm cho Ngài vui. Bởi vậy cho nên hãy tiếp xúc với Ngài để tìm hiểu xem cái gì làm cho Ngài vui, cái gì khiến Ngài bị buồn để không làm cho Ngài buồn. Ngài có suy nghĩ, như vậy Ngài có những chương trình tuyệt hơn của chúng ta, và khi có chương trình đó sẽ khiến cho chúng ta được giàu có và thịnh vượng. Ngài có ý muốn, như vậy Ngài có những thời gian muốn đi cùng với chúng ta, trò chuyện với chúng ta. Lời Chúa nói về dân Israel trong đồng vắng, họ đã bội nghịch làm cho thần thánh Ngài buồn giàu. Người dân Israel 3 triệu người đó đã làm cho Chúa Thánh Linh buồn giàu. Cho nên Đức Chúa Trời bèn trở làm cừu thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Kinh không? Khi chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, làm buồn Cha được tha thứ, làm buồn Giê-xu được tha thứ, nhưng khi chúng ta sỉ nhục và làm buồn giàu thần thánh của Ngài, thì Đức Chúa Trời nói rằng chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Mà là kẻ thù với Chúa thì làm sao mà sống nổi. Amen. Kẻ thù với Chúa rồi làm sao mà sống nổi. Và như vậy mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời Cha với Đức Thánh Linh rất là mật thiết. Ngài yêu Chúa Thánh Linh mức độ khăng khít đến nỗi mà Chúa Giê-xu nói rằng ta phải nài xin Cha ta. Chúa Cha không muốn rời Đức Thánh Linh thần Ngài, mà Chúa Giê-xu nói rằng ta đến nỗi phải nài xin Cha, hãy sai, hãy gửi Đức Thánh Linh xuống cho hội thánh của con ở dưới đất. Cha ơi, con đã làm xong phần việc của con rồi, đến lúc Thánh Linh phải xuống. Cha ơi, con nài xin Ngài vì người vợ của con ở dưới thế gian. Hội thánh là vợ của Chúa Giê-xu đang ở, đang cần Đức Thánh Linh. Tại sao phải nài xin? Bởi vì mối quan hệ giữa Cha với Đức Thánh Linh vô cùng là mật thiết. Như Cha với con
Ngài yêu thế gian đến nỗi đã ban Giêsu cho chúng ta thế nào, thì Ngài không nỡ rời Thánh Linh như vậy đâu anh chị em. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Thế mà chúng ta lại coi thường mối quan hệ đối với Ngài. Tôi có thằng Jeremy, hai thằng con. Thằng con đầu tiên, Chúa dạy tôi về mối quan hệ cha con, Đức Chúa Trời Cha với chúng ta. Thằng con trai thứ hai của tôi đó, Chúa dạy cho tôi về mối quan hệ với Đức Thánh Linh, anh chị em ạ. Sự ngọt ngào, tôi gọi nó là thằng Jeremy. Thỉnh thoảng tôi phát âm ra Naomi là ngọt ngào. Và bây giờ tôi đặt tên cho nó khác vì Naomi nó biết rằng tên nữ. Thế tôi gọi nó là cục cưng. Nó gọi là cục cưng là gì? Mẹ nó nói rằng cục cưng có nghĩa là sass. Là có nghĩa là gì? Là cục cưng. Và nó đó, đặc biệt rất thích ngủ với tôi. Anh trai nó thích ngủ với mẹ, còn nó thích ngủ với tôi. Tôi hỏi là Jeremy biết tại sao Jeremy lại giống mẹ không? Nó bảo để được yêu ba và ngủ với ba. Và có một lần anh trai nó đến nhà bác Thành cô Toàn ngủ, nó mới nói rằng Jeremy cũng đi cùng luôn. Mọi người biết khi mà hai anh em nó xách valo đi đó, cái lòng của tôi đó, thằng anh nó lớn rồi, thằng nhỏ này tôi thích ngủ ôm nó. Tôi cảm thấy cái gì nó rất cảm thấy như là cái cục cưng của mình hay là cái ngọt ngào của mình rất như vậy. Và từ đó tôi mới hiểu ra thế nào Đức Chúa Trời Cha đã gửi Thánh Linh xuống thế gian này như vậy đó. Thậm chí còn kinh hơn nữa, Chúa Giêsu đâu phải nài, hãy cho Thánh Linh xuống đây, hãy gửi Thánh Linh xuống hội thánh ở dưới đất, giống như tôi không muốn cho thằng Naomi hay là thằng Jeremy đi ngủ ở nơi khác vậy. Tất nhiên cái sự so sánh đó khập khiễng lắm, nhưng tôi đang muốn cho anh chị em nhìn thấy cái gì mà anh chị em không muốn rời xa nhất Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giêsu cũng không muốn rời Thánh Linh như vậy, đến nỗi phải nài xin Ngài. Và như vậy ngày hôm nay qua bài giảng, tôi muốn kêu gọi anh chị em hãy bước vào sự thông công với Đức Thánh Linh. Amen. Ai đã từng có người bạn thân trong cuộc đời của mình, giơ tay tôi xem nào. Ok, như vậy là dễ lắm, ít ra là có 20 người, 30 người, nửa số người tại đây giơ tay. Như vậy bạn hiểu được cách làm bạn với người khác như thế nào rồi. Nếu đã từng là bạn thân sau đó bị đứt một khoảng thời gian dài, hiệp lại dễ lắm. Cần sự chân thành trong tình bạn, cần sự chân thành trong tình vợ chồng, cần trung thủy, thì tình bạn cần trung thành, trung thực. Hãy tới gặp cái người đó mà bị đứt đấy, nói bạn ơi, tớ đã phạm tội này, phạm lỗi này và lẩn trốn bạn, bây giờ tớ đến gặp bạn, hãy tha thứ cho tớ, lập lại mối quan hệ, rồi sau đó tìm hiểu con người đó nhiều hơn, làm những điều mà lòng bạn kêu gọi và hợp với họ. Và đặc biệt bản thân cần có nhiều thời gian với nhau thường xuyên. Hãy sắp lịch để bạn bè gặp gỡ nhau trò chuyện. Với Chúa Thánh Linh cũng y chang như vậy thôi. Hãy quay trở về với Ngài đi anh chị em. Thân vị đó đang đợi bạn, yêu bạn hơn cả bạn yêu Ngài nữa, muốn trò chuyện với bạn hơn cả muốn trò chuyện với Ngài. Mỗi một lần thứ sáu cầu nguyện tại căn phòng kia ở hội thánh của mình, Chúa luôn hành động, quyền năng Chúa hành động. Chúa luôn nói những điều gì cần phải xảy ra. Bạn có Đức Thánh Linh, bạn sẽ thấy điều đó. Và tôi và bạn sẽ còn nhìn thấy phép lạ nhiều hơn như vậy nữa cả trong thời gian tới, với một điều kiện, hãy làm quen và kết bạn với Đức Thánh Linh. Amen. Mời anh chị em đứng dậy cầu nguyện nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.